xin ơi. Tâm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ ngừa nguy cơ suy tim, giảm đau thắt ngực, ho, phù, khó thở ở người bệnh tim mạch. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Trường Giang, Nhã Phương là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt khi thường xuyên công khai thể hiện tình cảm cho nhau. Sau 3 năm về chung một nhà, tình cảm của cặp đôi này càng mặn nồng hơn. Cụ thể, nhân dịp sinh nhật tuổi 31 của mình, Nhã Phương đã có buổi livestream trò chuyện với khán giả. Được biết, do dịch Covid nên nữ diễn viên chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, ấm cúng tại nhà của một vài đồng nghiệp thân thiết. Buổi tiệc có sự góp mặt của Hòa Minzy, Ái Phương và một số bạn bè của Nhã Phương. Trong livestream, Ái Phương và Hòa Minzy đã cùng song ca một số ca khúc để chúc mừng sinh nhật Nhã Phương và gửi tặng đến khán giả. Rất đông người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên cây táo nở hoa. Mặc dù đi làm về mệt, nhưng Trường Giang vẫn cố gắng trang trí bóng bay cho không gian tổ chức sinh nhật của bà xã thêm lung linh. Nam danh hài ăn mặc rất giản dị, trèo lên ghế trao bóng bay cho vợ. Bên cạnh đó, khi hai vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương ước và thổi nến, các đồng nghiệp bạn bè không khỏi trêu chọc cả hai sẽ sinh đôi trong thời gian tới. Điều này khiến cho vợ chồng Mười khó, không khỏi ngượng ngùng, nhưng cũng tỏ ra thích thú vô cùng. Góp mặt trong livestream, Hòa Minzy đã rất thích thú ca hát trong tiếng đệm đàn của Ái Phương. Trong khi đó, Trường Giang lại cặm cụi trang trí cho bữa tiệc của bà xã, chuẩn ông chồng quốc dân. Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi cặp vợ chồng đình đám showbiz hé lộ một góc căn biệt thự sang trọng, rộng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy phòng khách được thiết kế mang hơi hướng hiện đại, lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Điểm nhấn của căn nhà là chiếc cầu thang được uốn lượn đẹp mắt. Netizen rất mong chờ sẽ được ngắm trọn vẹn tổ ấm của cặp đôi trong tương lai. Cũng trong sáng cùng ngày, trên trang cá nhân của mình, Trường Giang đã gửi lời chúc mừng sinh nhật ngắn gọn đến Nhã Phương. Nam danh hài viết: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Destiny." Kèm theo lời chúc, anh còn chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh Nhã Phương cười rạng rỡ và vô cùng xinh đẹp trong hậu trường của một buổi chụp ảnh. Cuối clip, nam danh hài còn ghép thêm dòng chữ "Happy Birthday Nabi Nhã Phương" kèm theo biểu tượng cảm xúc hình trái tim. Lời chúc ngắn gọn này của Trường Giang khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, bởi thay vì những lời ngọt ngào như mọi khi, lần này Trường Giang lại chọn cách thể hiện tình cảm vô cùng ngắn gọn nhưng đầy yêu thương. Khi không gọi trực tiếp tên bà xã mà thay vào đó, anh gọi Nhã Phương là mẹ Destiny. Dưới phần bình luận, ngoài những lời chúc mừng sinh nhật dành cho Nhã Phương, người hâm mộ cũng không quên để lại lời khen cho nhan sắc điểm 10 của nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng khán giả vô cùng thích thú và dành nhiều lời khen cho Trường Giang. Vì dù bận rộn với lịch trình công việc, nhưng nam danh hài vẫn nhớ và dành thời gian mừng sinh nhật vợ. Qua lời chúc này, Trường Giang càng ghi điểm hơn trong lòng người hâm mộ. Thậm chí, có khán giả còn gọi nam diễn viên siêu sao siêu ngố là anh chồng quốc dân. Trường Giang vốn nổi tiếng là người yêu thương vợ con. Điều này được Nhã Phương lên tiếng xác nhận rằng, dù đã kết hôn 3 năm và có con gái đầu lòng, thế nhưng cô vẫn được ông xã chăm sóc chu đáo hết mực. Trong một bài phỏng vấn, Nhã Phương từng nói rằng, khi gặp một người đàn ông tốt thì mình giống như một em bé vậy. Đôi khi, Phương cảm thấy mình bị vô dụng vì chồng mình cưng chiều nhiều quá. Đồng thời, Trường Giang cũng từng khẳng định trước truyền thông, vợ tôi sướng nhất quận Phú Nhuận. Nhìn những hành động của nam danh hài dành cho bà xã thì đúng thật là như vậy. Không chỉ vậy, gần đây Trường Giang còn ghi điểm khi lên tiếng bên vực Nhã Phương giữa làn sóng chỉ trích của cư dân mạng. Chắc hẳn khán giả cũng biết rằng cách đây không lâu, Nhã Phương bị đạo diễn Nhất Trung tố mắc bệnh ngôi sao. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng trong thời điểm đó, nữ diễn viên cây táo nở hoa liên tục nhận về nhiều lời phê phán của dư luận. Trước vụ việc ồn ào đó, Trường Giang đã có động thái bảo vệ bà xã. Nam danh hài đăng bức ảnh gia đình cùng lời nhắn nhủ: "Cảm ơn hai mẹ con. Gia đình là quan trọng nhất nhé mẹ Destiny. Ngoài kia khó khăn quá thì về nhà bán cơm." Hành động này của Trường Giang nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả vì đã đứng ra bảo vệ bà xã giữa tâm bão dư luận. Có thể nói rằng Trường Giang, Nhã Phương có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chắc hẳn khi nhìn vào sự hạnh phúc của Nhã Phương sau 3 năm kết hôn thì chị em nào cũng ước mơ rằng mình sẽ gặp được một anh chồng quốc dân như Trường Giang. Sáng ngày 20 tháng 5, Thiều Bảo Trâm đăng tải loạt ảnh diện váy trắng cực đáng yêu trên trang cá nhân.
kèm theo những khoảnh khắc dễ thương. Cô nàng viết, những người đáng yêu sẽ thả tim hình này. Dĩ nhiên, việc người đẹp thả thính trên mạng xã hội chẳng phải là điều xa lạ. Song động thái từ nhân vật đặc biệt này mới là điều khiến cư dân mạng quan tâm. Theo phát hiện từ phía người hâm mộ, một trong những tài khoản thả tim ảnh của Thiều Bảo Trâm phải kể đến là fanpage chính thức của Sơn Tùng MTP. Mối liên kết ấy khiến cộng đồng mạng một lần nữa tin rằng họ đã trở về với nhau sau ồn ào chia tay vì trà xanh. Dù vậy, hiện tại lượt thả tim đặc biệt này đã bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào bức ảnh của fan thì cũng chưa rõ đây có thật là bay MTP thả tim cho bài viết của Thiều Bảo Trâm hay không, vì hiện tại chiếc tim đã không cánh mà bay. Bên cạnh đó, một trong những netizen lan truyền hình ảnh này nói rằng đây chỉ là ảnh cũ được xài lại thôi. Cũng có không ít người cho rằng vì MTV là fanpage của Sơn Tùng, có thể là bởi ekip quản lý nên chưa chắc chủ nhân mụn rồi mà sao còn là người thả tim. Trước đó, nhiều thông tin lộ ra khiến người hâm mộ nghi vấn cặp đôi quay lại sau tin đồn trà xanh. Từng có hình ảnh được chia sẻ cho rằng Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đã tái hợp, thậm chí còn sống chung nhà với nhau. Cụ thể, khi Sơn Tùng đăng tải hình ảnh bản thân trên Instagram, đằng sau là background chiếc giường thì không lâu sau, Thiều Bảo Trâm cũng vừa đang vừa hát ca khúc Một Mình Có Buồn Không với phông nền phía sau, tương tự chi tiết chiếc giường Sơn Tùng từng chụp ảnh. Sự tương đồng rõ mồn một khiến vụ việc trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đông đảo người hâm mộ tin rằng họ đã yêu lại từ đầu, tin đồn tái hợp càng dấy lên mạnh mẽ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trương. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!